biểu cũ của em nó đi lên Sài Gòn nha, đi làm rồi cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha, tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa ở xa nên là chưa dịp lễ Tết thì không có đi chơi chung với nhau, nên cái lúc đó cái anh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thấy và em thấy thôi mà em hơi bờm sao chị không giấu dấu vết được mà đi tay cầm cái nó mà hiện thế này chị là lại biết rồi. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc phải gần tuần đấy chị ạ. Một tuần. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên cái rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Em tên là Nguyễn Công Nguyên, năm nay em 30 tuổi, em từ Yên Bái vào đây được 20 năm rồi. Còn vợ? Dạ em tên là Nguyễn Trần Thanh Hiếu, hiện nay 30 tuổi, hiện đang làm công nhân, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, đó là khoảng cuối tháng 8 năm 2011 ạ. Thì em có cùng một người bạn thân đi sinh nhật có người bạn của bạn này. Thì từ đó thì vô tình gặp vợ em đấy thôi. Vô trong quán karaoke, em với con nhỏ bạn em, con bạn em kêu hồi mày mới chia tay người thôi, để tao thì cô anh này đi quen chơi cho vui đi. Cô chơi, cô chơi. Xong cái đi qua cái mời uống bia, hai đứa qua mời uống bia cái anh này nói thôi mình không uống đâu bạn, mình uống về nhà má la. Xong em với nhỏ bạn em quay qua nói nhỏ, đàn ông con trai đâu mà giờ nhà cứ uống bia về nhà má la nghe thấy phát ghét. Tao với mày thay phiên nhau qua chút bia cho say luôn đi. Đó thì cuối thông... cùng thì anh có say không? Dạ có. Có về má là thật chị ạ. Em khai là em bị gì? Thì cũng nói thật là đi chơi sinh nhật thôi chị, uống bia và thế thôi. Vậy thôi. Chứ không cho nói là gái nó chút bia chị. Không có nói gì đó không? Nếu mà nói nữa chắc la dữ nữa. Dạ vâng. Rồi sau đó cái tình cảm của các bạn tiến triển ra sao? Lúc đó thì cái nhỏ bạn em mới hỏi anh này là có muốn xin số điện thoại của em không? Anh kêu gật cái là thế là nhỏ bạn em nó cho số điện thoại. Xong rồi về nhà nhắn tin. Nhắn tin đâu được một tuần sau cái em hai đứa mới gặp mặt. Thì lúc đó em nói là mới chia tay thôi kệ cũng quen đại đi. Quen đại nhưng mà về phía bạn này thì như thế nào? Dạ thực tình lúc đó cũng chưa có người yêu anh ạ. Nên thấy cũng với trong cái buổi sinh nhật đó thấy vợ cũng vui tính, cũng nhanh nhẹn, thoải mái. Thế cũng để ý chút chị ạ. Cũng xin số điện thoại về, có việc thì về Bắc khoảng 10 ngày cơ. Thì trong quá trình về Bắc là có nhắn tin qua lại với vợ, thì hỏi thăm rồi làm quen. Xong thấy rất là hợp chị ạ, nhắn tin rất là hợp. Thế là quyết định khi là vừa về tới miền Nam rồi xong là lập tức mời vợ đi ăn tiệc ngay chị ạ. Trong lúc yêu nhau thì có những cái trục trặc, có những cái trắc trở gì không? Dạ có. Lúc đó là người yêu cũ của em nó đi lên Sài Gòn đi làm rồi cái xong rồi cái ảnh mới hẹn em là thôi Noel này em đi chơi với anh nha, tại vì lúc đó em quen người cũ là ở dưới miền Tây, quen xa ở xa nên là chưa dịp lễ Tết gì không có đi chơi chung với nhau, nên cái lúc đó cái ảnh ăn năn nỉ thôi Noel lần này thôi mình chia tay rồi đi chơi lần cuối với anh đi. Với người yêu cũ đó. Dạ cái em sắp xếp em sắp xếp là anh này thôi mình em mới nói này thôi 24 mình đi đi cái 25 em đi với anh đó. Biết là không hề biết anh ạ, nhưng mà vô tình phát hiện ra. Vô tình 25 cái anh kia tới nhà chở em đi ra ngoài công viên gần nhà là đi ăn. Vừa mới vô quán ngồi xuống vừa mới kêu món thôi à, anh này gọi điện thoại tới, alo em có nhà không? Dạ có, em đang ở nhà anh. Vậy em đi ra đầu ngõ đi anh gặp xíu. Trời ơi nghe chết chết rồi giờ sao. Em nói với người yêu cũ em nó chết rồi anh giờ sao đây, bạn trai em tới tìm em. Thì kêu cái bạn em, bạn người yêu cũ em mới nói thì kêu hẹn gặp bữa khác đi. Em kêu tới nhà rồi bây giờ anh chở em về gấp. Cái thế là phải chở em về nhà. Thấy anh này đang đứng ở đầu hẻm em kêu dừng đừng xa xa đây em đi bộ lại. Nhưng mà em có nhìn thấy người ấy không? Dạ không ạ. Em chỉ quay lưng thế và em thấy thôi mà vợ em hơi bờm thì sao chị không giấu dấu vết được là đi tay cầm cái nó mà hiện thế này chị là đây biết rồi chị. Lần đó giận nhau bao lâu? Chắc phải gần tuần đấy chị ạ. Tuần. Một tuần. Dạ. Rồi xong rồi quen lại đến nào làm quê trước. Dạ em tại vì mình là còn có lỗi trước là qua ngày hôm sau liền luôn là cứ nhắn tin năn nỉ xin lỗi biết luôn. Rồi bao lâu thì cưới nhau? Dạ gần 4 năm. 4 năm rồi còn 4 năm kể từ lúc đó là 4 năm sau mới cưới. Dạ vâng ạ. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Rồi em bé chưa? Dạ rồi em bé được 4 tháng. Lấy nhau về rồi hai vợ chồng có thấy đối phương của mình không có thấy người bạn đời của mình có lòi cái tính xấu không? Tính xấu của em thì lòi ngay từ khi mà mới quen rồi em không có giấu giếp gì hết. Như vậy là em nhường cho anh này khui tật xấu rồi chứ. Đúng không? Tối nay cho anh ngủ chung nhá. Dạ thực tình thì vợ em là người rất thẳng tính ấy chị ạ, là có sao nói vậy không có giấu giếm trong lòng. Em cũng chuẩn bị trước tâm lý rồi là biết tính vợ như vậy rồi. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình thì cũng hơi lười. Tại là ở nhà đi làm suốt thì bố mẹ con lo con nước ở nhà anh chị, nên không phải nấu nướng gì cả, không bao giờ dẹp gì cả. Tức là hiện giờ là tụi em đang ở với ai?
Hiện tại bây giờ sinh xong là ở chung với ông bà nội. Bây giờ là đang ở chung ông bà nội ở trong Nam luôn. Dạ vâng. Nhưng mà đầu tiên lúc mà mẹ em biết là em có định, có ý định là lấy vợ là con gái miền Nam á, thì mẹ có ý kiến gì không? Dạ có chị ạ. Tại bản thân mẹ em là người miền Bắc vào chị ạ. Cũng nghe nhiều về gái miền Nam, cũng gặp nhiều nên mẹ cũng không thích gái miền Nam mấy. Nên quyết tâm là nguyên ta không cho mày lấy gái miền Nam đâu. Em cũng biết, thế là những đứa đòi tiền về em lì lắm chị ạ. Cứ như nhà có mỗi lần dỗ trà thì lấy lạc ấy, cứ dẫn vợ về hết chị ạ, bắt làm hết. Cứ lì lì chị, không thích cũng dẫn về chị. Cũng may mắn thì mẹ em là người hiểu chuyện đó chị. Cũng thấy cô này cũng chịu làm, chịu nghe, chịu học hỏi để làm đó chị. Nên tôi cũng chịu. Nhưng mà trong những cái những tháng đầu về ở chung thì giữa em và mẹ chồng em thì có như thế nào? Lúc mới về thì vợ chồng em ở riêng chị ạ. Dạ. Tới lúc sinh con thì mới về chung với bà nội thôi. Tại ở gần đấy. Nhưng tụi em ở cách nhau có mấy căn nhà thôi chứ mẹ. Thì về cái nhiều khi về cái em đứng, tại em đứng lâu á, em hay mỏi mà đứng rửa chén, cái bồn nó cao nó chung khơm em lâu á, nhiều khi cái em cứ bắt anh này phụ em rửa chén, ăn xong em phụ rửa chén xong rồi hai đứa mới về nhà phòng của mình. Thì cái một lần cái mẹ thấy anh này rửa chén, cái thấy là hôm sau cái chở mẹ đi chợ á, cái mẹ mới nói, mẹ kêu là Hiếu nha, lần sau á là con không được để nguyên cái rửa chén, ba mà thấy là ba không có thích đâu. Thế là mẹ đã chỉnh em như thế. Rồi cái này con nói dạ con biết. Rồi cuối cùng thì bây giờ em có phụ vợ rửa chén không? Dạ hay có là... chị ạ, vẫn rửa chị ạ. Em vẫn phụ đúng không? Dạ, tại vì do là em mới sanh em bé nên là chưa, mẹ chưa có cho làm việc nhiều nên là mẹ để anh này phụ em. À là mẹ đồng ý để cho Nguyên rửa. Dạ, do mới sanh em bé. Còn cái tật xấu gì nữa không? Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Nóng tính lắm. Có bao giờ mà em bị ăn đòn? Dạ đòn chưa tới mức đấy ạ. Nhưng mà la, ủa la to lắm chị ạ. Sợ lắm. Không biết làm gì cả, thế thôi im lặng chị ạ. La to thí dụ như làm sao đâu la. Như em thì ham chơi chị ạ. Nên lần đi chơi khoảng 3-4 tiếng về. Khuya mới về, thì vợ ở đợi cửa. Thế mặt vợ là hiểu rồi. Thế đáng kìm súng thì vô, coi vợ nói sao. Bữa nào mà vợ vui vui ấy, thì la nhẹ nhẹ lắm, chui tạt vô giường ngủ thôi. Bữa nào là vợ la to quá, sợ im ru thì chạy ra ngoài. Không, anh nói quá rồi đó, em không có la to, em chỉ đếm thôi. Mỗi khi gì em chỉ đếm từ 1 tới 3. Nếu mà không làm thì em xử sao? Rồi, bây giờ tới em đó. Dạ. Anh ấy? Anh là bị hen suyễn mà anh lại cứ khoái hút thuốc lá. Rồi lúc quen em á, tới thì còn ý là em kìm cặp á, là em hay nhằn á, nên là ít hút. Mà từ cưới về cũng vậy, nhưng mà từ lúc em sanh em bé tới giờ không ai quản hết á, là hút hơi bị nhiều luôn. Nhưng mà có em bé ở nhà hút thuốc mà còn bị hen suyễn nữa thì phải cẩn thận. Dạ. Mà hứa trước mặt em, trước mặt mẹ hứa hoài mà không bỏ. Cái lời hứa đó nhiều khi không bay, không có tới được. Mà hôm nay em muốn anh hứa không? Dạ có. Và bây giờ trước khi ông hứa thì em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ thì là bớt mê chơi lại đi, biết lo lắng cho gia đình. Tại vì anh này anh còn vô tư, anh hơi mê chơi lắm. Ở nhà mà mẹ với em mà nhờ việc gì á là cứ hẹn lần hẹn lựa. Mà đang nằm với em cái bạn gọi alo, mày rảnh không cu, đi cà phê. Thế là quay qua, vợ ơi cho anh đi nha vợ, nửa tiếng anh về. Lẽ đi gọi, nói chung là bạn gọi một phát là chưa đầy 30 giây là đi liền. Mà nửa tiếng về không? Dạ không, toàn giờ với thun không anh. Thế em nếu mà muốn vợ thay đổi thì chỉ một cái thôi anh ạ, đó là chỉ mong vợ nghe lời chồng một chút, đó là cư xử khéo khéo một chút thôi anh chị. Cái sự khéo khéo là em muốn khéo như thế nào? Tức là ví dụ nói chuyện với người lớn chẳng hạn chị, biết khéo léo tinh tế một chút, đừng có nghĩ gì nó ra liền như vậy không có hay. Nhưng mà chắc là mẹ em hiểu được cái cá tính của con gái miền Nam đúng không? Dạ vâng. Về phần mình, ví dụ mình ở trong gia đình người Bắc thì mình cũng phải gọi là tề lại bản thân mình một chút xíu để mà mình dung hòa. Em có muốn nói gì, một cái lời gì đó với mẹ chồng không? Để cho mẹ hiểu mình hơn. Dạ. Thật sự là con rất thương mẹ. Con biết là từ khi về con làm dâu trong nhà thì con đã nhiều lần đã làm mẹ buồn. Nhưng mà mẹ hãy tha thứ cho con. Rồi con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để phù hợp với nhà mình. Vân cũng mong là chị hiểu và thương cái cô con dâu này. Tại vì khi mà nói cái lời xin lỗi với chị là cô đã ráng cô kềm lắm, không là cô khóc nhè rồi đó chị. Còn có muốn anh thực hiện cái lời hứa của mình không? Dạ có chứ anh. Rồi, đó cái điều đó là điều quan trọng đúng không? Nhân đây thì anh nghĩ là Nguyên cũng nên có một lời hứa với vợ. Thì từ đây xin hứa với vợ, từ bây giờ sẽ bỏ thuốc lá. Nếu mà không bỏ được thì sao? À, tùy vợ xử lý. Đấy, tùy vợ xử lý nha. Rồi. Cảm ơn tụi em. Dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ, chào anh Quốc Thận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Phan Thị Thanh Xuân. Em năm nay 25 tuổi, em là nhân viên của trường mầm non. Còn em? Em tên là Trần Minh. Em năm nay 31 tuổi. Em hiện đang công tác nhân viên văn phòng. Mà hai bạn đến từ đâu?
Dạ, em hai em đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? À, hai người cùng đến từ Đồng Tháp luôn. Dạ. Đồng Tháp ở đâu? Sa Đéc, Hồng Ngự hay là Thanh Bình? Ờ, huyện Hồng Ngự. À, hai em chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà nhỏ xíu ở tại dưới Hồng Ngự đúng không? Dạ, hai em quen nhau cách đây khoảng hơn 2 năm. À. Do sự sắp xếp là mai của cô hiệu phó trường em, mà cô đó là bạn của ông xã em. Cái cô hiệu phó ngày hôm nay có lên đi tham dự không? Dạ không. Rồi, nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh thì em ấn tượng gì về anh này? Nhìn ảnh xấu mà... Mắc cỡ nhìn ảnh già, nhìn ảnh lớn tuổi nên cũng không ấn tượng gì hết trơn á. Ừ. Dạ. Nhưng mà ngược lại gần em thì sao? Em cũng không ấn tượng gì. Đừng nói xấu như già. Không, không phải. Tại vì thấy vợ lúc đó không có phải là mẫu người của em. Tuy em xấu, em lớn tuổi thiệt, nhưng mà em cũng có cái mẫu hình, mẫu người của em. Nhưng mà lúc đó mẫu người của em là như thế nào? Cao cao, vừa cao cái kỳ vân không? Hả? Dạ. Rồi cuối cùng thì làm sao mà hai bạn yêu không nhau? Không ấn tượng gì về nhau mà lại yêu nhau? Tại lúc đó em thấy mình cũng lớn tuổi rồi, với hai nữa được sự giới thiệu của bạn của mình là cũng là sếp của vợ em. Rồi em mới về nhà mới xin số điện thoại, em mới tối cái em nhắn tin nói chuyện chọc ghẹo chơi thôi, nhưng mà chọc biết cái thấy nó thương thương. Ồ. Đến bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau? Hơn 2 tháng sau khi chọc ghẹo đó. Dạ, sau khi chọc ghẹo là anh quánh dập dập cái là vô luôn. À Xuân. Dạ. Anh quánh dập dập là như thế nào? Anh nói chung là tánh cái công dồn dập mọi lúc mọi nơi, mọi thời gian địa điểm, anh không bỏ sót lúc nào hết trơn. Trời đất ơi, bây giờ tấn công coi như là mọi thời điểm luôn. Dạ, 24/24. Mà có dùng tiểu xảo, có dùng thủ đoạn gì không? Mọi thủ đoạn, mọi chiêu trò dùng hết. Ví dụ kể đi. Nói chung là ở ngoài trường em trực chiến là 24/24. Rồi chiều thì lên nhà em, mà mỗi lần lên là đi với thằng cháu, mà đi là lên là mua chuột thằng cháu, là nói tốt cho cậu ở Úc, cậu Úc gì nè. Mà thằng cháu lúc đó cũng nghe lời đó, mới nói là cậu Úc tốt lắm. Mà đi lúc đó là anh quan tâm thằng cháu, anh đánh xăm xấu thằng cháu đó. Cái mình nói trời, anh này anh thương cháu vậy chắc là ảnh cũng thương con, chắc mẫu là người đàn ông của gia đình. Rồi anh đi chơi cái với em á là về sớm lắm chị. Hỏi sao về sớm, anh về anh ngủ với cháu đi, không có anh cháu anh ngủ không được, mà thật sự anh về đi nhậu. Trời. Lúc đó em đâu có biết, em nghe vậy em tưởng là chắc không có ảnh thằng cháu nhậu không được nên anh về tranh thủ anh về. Dạ. À, trong lúc yêu đương gì có trơn tru không? Mới quen thì anh này thì anh lên anh đưa đón này kia, thì người ta mới đồn em là đang cặp với anh bốn mấy 50 tuổi, có đứa con 10 tuổi. Trời ơi. Sao đi chở thêm mấy gái nữa, cái qua tin qua ngày sau đồn thêm giờ thì có đứa con gái nữa. Dạ. Ờ sao chàng trai bị đồn như vậy có buồn không? Lúc ban đầu cũng hoang mang lắm, nhưng mà không, mình phải chứng tỏ là mình là người thiệt chứ không phải người giả. Rồi mình thật lòng với vợ mình thì mình phải phấn đấu lên làm sao cho mình vợ hiểu. Thì em mới cố gắng lên, cũng may mắn cho em mà nhờ cái những cái tiếng đồn đó mà em mới cưới vợ được sớm đó. Như vậy là phải cảm ơn cái thằng cha nội đồn đó. Rồi nó nghe nè, cái lúc yêu nhau đó thì ảnh có lòi tật xấu ra không? Dạ không, thời gian ngắn quá bởi vì ảnh nhém dễ lắm chị. Ủa nhưng mà có ai tiếp tay ảnh nhém với cái tật xấu đó không? Có cháu, rồi nói chung là đồng nghiệp của em, nói chung là bạn bè là tiếp tay cho ảnh hết luôn. Vậy hả? Dạ. Coi như giếm hết. Cha này cho lót đường dữ dằn. Dạ. Vậy là giờ kể luôn đi, vô cái mục mà gọi là kể tật xấu đi. Sau khi mà lấy nhau rồi thì có tật xấu không? Dạ có. Lòi ra như thế nào? À, thứ nhất là mê nhậu hơn mê vợ. Từng là em nói chị 7 bữa là nhậu hết 6 bữa cộng. Là cái bữa mà cộng đó là bữa nào vợ dặn tình hình chiến tranh đang căng thẳng thì về, không là nhậu nhậu luôn cái bữa 60 cộng đó đó. Dạ. Ngày nào cũng nhậu nghe mùi rượu mình bực mình chị. Như là về cái đi làm về trễ rồi nhậu nữa, cái về cái khuya không có cái thời gian cho vợ cho con nên cũng khó chịu. Dạ. Thứ hai là đi chơi đi hay đi đám tiệc mà có hát hò này kia là không có chịu về. Chừng nào hát được, cầm được cái mi rồi ca được rồi mới về mới ngủ được. Còn không là đi đám về mà kêu anh hối anh về mà anh chưa được là anh vô mùng anh ngủ rồi mà anh tức anh gạo gực anh ngủ không có được. Trời ơi. Bây giờ chị đi nè, nó nghe nè. Một người đàn ông có tâm hồn văn nghệ, hiểu không? Bây giờ đi tiệc là phải hát, đúng không? Bây giờ bữa nay rõ ràng là bữa nay nó giống như một cái tiệc rồi đúng không? Thôi. Hồi nãy giờ tôi nhìn thấy ổng, tôi thấy ổng ngồi cứ nhấp nhổm không khó chịu làm sao đâu. Bây giờ mọi người có muốn nghe anh hát không? Bây giờ mình hát thử bài nghe chơi coi. Không, em hát hai khúc tặng vợ cho bớt nói xấu rồi em chút. Yêu anh thì em yên tâm, không trai gái khiến cho em buồn. Anh nói rằng anh yêu em, không thuốc lá thu vui rượu bia. Có anh đây cứ an tâm, có anh rồi cuộc đời anh lo.
hãy an tâm cứ vui đi, thời gian này giờ là cổ tiên. Wow. Trời ơi. Nghe anh này hát xong tự nhớ cái bài mà Mr. Bean hát luôn nè. Anh Bean cũng có cái bài đối lại vui lắm. Ngày mai tôi đã lấy vợ rồi. Các chim hồ của tôi ơi, đừng dù dê tôi nữa nhé. Tôi có vợ là tôi ngoan rồi. Rồi đó. Các chim hồ của tôi ơi, từ nay xin gác kiếm thôi. Để vợ buồn là xong phim luôn. Wow, trời ơi. À, có nghĩa là trong mắt ảnh em là cô tiên đó. Yeah. À, thì đúng rồi, ông nhiều tật xấu, ông lấy vợ đẹp. Chắc có lẽ là cái lúc mà ông cưới vợ rồi, chắc là gia đình dòng họ chắc mừng lắm đúng không? Dạ vui. Vui. Anh vui nhất là em đã cưới vợ. Anh tưởng em bị ế, ngờ đâu có cô này cưới luôn. Rồi, tới phiên mình. Vợ em có cái tật xấu không? Nhưng mà vợ em thì không có xấu, nhưng mà có cái tánh là dặn lên là không có nói chuyện. Em hỏi cái gì cũng không trả lời, em bực bội lắm. Càng im lặng em càng dặn. Mà em dặn em nhìn hơn thấy chị thích thấy tội nghiệp. Thương cái quay ra ôm cái năn nỉ. Mà năn nỉ gì nào chị nói chuyện thôi, mà chị bực quá cái nghĩ hơn cái ngầu đi ra ngoài, hơn cái vô cái thấy chị còn buồn nữa, cái năn nỉ nữa. Năn nỉ gì nào là hết dặn nữa thôi, mà chị không nói chuyện, chỉ dặn vô nhìn với hình sự đó. Rồi không có nói chuyện, bức im lặng hoài đó, như bị trầm cảm vậy. À. Thôi vậy mong muốn vợ mình thay đổi. Thay đổi thì khi mà có dặn em thì cứ nói chuyện, nói cho hết ra đi, chứ đừng có im lặng hoài, em sợ chị bị trầm cảm. Rồi tới Xuân, mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn là duy nhất đó là ảnh bớt nhậu lại, quan tâm tới dành thời gian cho vợ cho con nhiều hơn. Trời ơi, vì hai cái này đơn giản quá mà. Coi như là em bớt nhậu là bên đây không có giận. Vậy thôi, bên đây không có giận là chừng nào bên đây bớt nhậu. Đúng không? Có đó đơn giản quá. Em hát cái phần 1 á, phần 1 á. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Ừ tôi tu rồi đó. Từ ngày mai không còn bia lon, chỉ là cơm ngon như chuyện cổ tích. Vì tôi yêu vợ tôi lắm. Đó. Bớt lại nghe. Dạ. Ok, xin cảm ơn em nghe. Chúc tụi em hạnh phúc rồi. Nha. Anh em không? Có nhận nhìn, anh em không vậy? Rồi nhìn cái mái tóc là tự nhiên đó. Hiểu. Giống như là gặp nhau đâu á, trong tiềm thức trong, hay là gặp nhau đâu đó ở cứ, ở đâu, ở trong kiếp trước. Đúng rồi, anh tại em vì, ừ. Tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đó chị. Tại vì thường á, những người như anh em chúng tôi là tự xử không ạ? Dạ, đúng không, đúng không anh? Dạ. Rồi, xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Yeah. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp. Da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng là công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy, phong thủy tâm linh thủy. Yeah. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đó. Đẹp thấy chưa, trẻ quá. 74 á, 74 là lớn hơn em 5 tuổi á đó. Mà trẻ ghê không? Ủa, chị hỏi như vậy với ánh mắt vậy là sao? Trời ơi, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng trẻ vậy. À. Không, theo em thì là cái trẻ, hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong mới là điều. Dạ. Thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết. Nhưng mà đáp nhiều khi em chị nói buồn bã những chuyện không đáng. Xong rồi vất hằng thời gian. Đó, tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần ấy, chứ không phải nội thất là nói là cái tinh thần. Tinh thần mình tâm là trí. Như dạ. Tinh thần mình lúc nào cũng như là đấu chiến gì đó. Dạ. Tinh rồi. Thần nó đang già. Dạ. Tinh thần nó hiện giờ đang già. Dạ. Đó, bữa nào em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của dạ, em đó. Để relax và để tân trang lại nhan sắc. Review dạ. Lại cho cà phê dít ạ. À, cà phê dít nha. Dạ. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào dạ. Và ấn tượng về nhau ra sao. Dạ. Dạ. À, lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ. Thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn.
Hay gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị biết chia sẻ, chị cũng nói là à nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. À đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ. Anh ấy đúng dạ, không? Đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? À dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có bạn này có đi không? Tức là em đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo, thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không em không nghĩ tới bởi vì mà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng ấy. Thì em cũng không hiểu lý do gì mà tự nhiên bà một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị với tự đi thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này. Đấy vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này. Thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em không, không tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với không? Hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không, em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thế thì với cô này thì em mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà, tôi sự lựa chọn của tôi và hai tôi cũng không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên thì nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn nhiều mồ hôi, em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô ấy thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi lao láo, kiểu như xính lao. Thực sự trong miền Nam là chảnh đấy bảo. Vâng. Chảnh. Hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế. Thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu. Tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con. Em thích. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay. Em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thế bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ cũng đói rồi hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền. Dạ, đẩy thuyền ạ. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là bạn, em thấy bạn hơi ít kiêu. Mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai. Thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị? Và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ tuổi hổ thì mình 92 chắc là 86. Thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá. Tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từ người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân mà sống ở Sài Gòn nữa là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp sang trông quý phái. Thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ. Em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già xấu. Là một bác giai. Vâng đấy bằng đấy. Cuối cùng lại gặp cái một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh mặc... ngay hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ư? Cái hôm mà anh đi đón mình á. À, là trẻ đó. Là hôm sau đấy, sau gặp lại mới nhìn thấy là hôm trước là trên máy bay ạ. Hôm sau mới gặp thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trông kiểu dạng như là
hơi teen boy thứ này cũng kiểu gu mình cũng thích gu mình luôn nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già mình trẻ thì... mà mình có quyền bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định đó. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin và không có đi cúng, mà tại sao lúc đó tại sao lại là quyết trời xui đất khiến gì mà sao phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ thì khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Dạ thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, anh biết nhà rồi, là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Cảm ơn rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Rồi. Thực ra cái thời điểm đó ấy, thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế nên là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em với tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như già đầu mà, thế mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu em rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà tức là bao nhiêu mà hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả, anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ, thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, em bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh? Rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc ấy đưa nhau về, thì em với ôm em giả vờ em gì em hôn nhẹ và chán, thế xong là thấy có vẻ chịu, thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ? Sau một tuần thì em với cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn, em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán, thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo thôi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do, thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu? Tại vì chị mới tiếp xúc với mình, không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi, thì đứa nào nó chịu đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được, dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn cô cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong tận một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ cả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi, gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ạ, cầu đó thì coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Thế xong rồi xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết đúng không? Đúng rồi. Đấy,
Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy lên, hôm đấy thực ra là nằm trong, cũng nằm trong suy nghĩ của mình là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì anh không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Dòng tiếp nào, dạ vâng. Cũng như là cái phần súng ống đó thì dạ. Không có cùng thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, tức là nếu mà so với lứa tuổi, thấy nhiều chiêu, nhiều trò quá, mà lại là lại có, kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê, cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong, em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi sau em bảo, bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán nhiều bạn lắm ấy. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn. Tư vấn sư. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, dạ có. Bao lâu thì mới cưới? À, được 7 tháng ạ, thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này, tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về là hay hỏi ý kiến của người khác, xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Cứ đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn, tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn, em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, mà còn nếu các trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh. Nhưng mà cứ tìm lục lọi tổ tiết rồi xem, kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không, để thắc mắc như thế. Mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này là bóc phốt, không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là cao. Dạ vâng. Mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra, tức là hành động. Thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Thuốc can gì đấy. Cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi, hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Thì siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra, ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ đó mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo trời ơi, thời cơ đến rồi. Tức là nằm một chỗ lên như này, mình chăm sóc mấy ngày chơi là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Là bạn chỉ có trên đường là thôi. Chắc chắn chơi thuốc. Ôi tội nghiệp. Ôi như qua ngày hôm sau, qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, nhưng mà chị muốn hỏi em nè, cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực cô ra này. Thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ. Thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện là em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình, là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn, vì bé quá, tự học, tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thế đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với cái hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là theo đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ.
Chứ còn nếu mà để mà tính cách thì không có tính phụ nữ. Dạ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế. Cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn thì nào họ sẽ giãn ra. Thì hay đó quá. Là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn lý do đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. Cũng có nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi, mê quá nên là sang ở dọn ở chung luôn, mặc dù em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, đang quen. Không biết ai ạ. Và cứ số lạ lơm, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần. Em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ đi, em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác em có làm ầm lên không? Chắc là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Rồi em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà không. Ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm, mới yêu mà không quên được. Cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ công tìm khai. Cách là... Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? Tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng. Thì là công khai trên Facebook, áp ảnh lên thì đó. Chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thối lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người yêu. Đấy, tức là có trong đó. Nhưng có mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, số điện thoại. Cô đó không biết nặc là danh đó là nặc danh là ai, vâng. Cứ phím đến là nói mé mé để cho mình để cãi nhau đó, nhưng mà nói chung là chắc là ăn được phá cho hôi, nhưng mà phá ông nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt được. Nhà, đốt được. Ông chính... buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, ông nhà lá lại không đốt ông được. Dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay. Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian là lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu mà mấy tháng đầu thì vui lắm, tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, cho nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mái ấm gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó, thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp đó. Em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu. Em mới lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là
em về tính anh ấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề, tức là khó tính, hay là anh hiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do, mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục em, nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái nói thứ... nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không, chuyện đó mà là và suýt chia tay, suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi, mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ, phải dạy nó chứ. Dạ vâng. Nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một vườn năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là kể cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tự nhiên bây giờ là, là lên cả một cái album, lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó đúng không? Đến tháng 3. Dạ. Cái xong đấy thì là mình chắc là cưới luôn đấy. Thực ra rất bướng, vẫn không nghe đâu. Thế nhưng mà em biết là cái con người này á, là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em sẽ hướng dẫn từ từ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chính ra bạn này á lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cũng xui là bây giờ phải bỏ thử. Tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu bỏ, đòi bỏ. Tuy nhiên về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn cho em cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em nghĩ là rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện và mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò tổn thương rồi sao? Đủ chiêu trò rồi sao? Chị ok thì rồi sao? Dạ, từ bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là hết hồn chứ gì nữa, thấy là mình hơi quá rồi. Tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng vẫn hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại vẫn thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh rồi thế rồi sau okay. Thì sao rồi sau đó thì chính em là cái người phải dạ vâng phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Bắt máy vào bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì về lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. ok đợi xíu thêm mic rồi bây giờ mình vô luôn cái phần kia nghe. Dạ. phần nó đụng vô. Dạ, nó bị đứng xuống. Ok. Alo. Rồi. Như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 2 năm. 6 năm ạ. 6 năm. Dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng. 7 tháng. Dạ, 7 tháng, 6 năm cưới. Rồi, 6 năm 7 tháng về ở với nhau vậy thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cứ như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Cái này cho ông xã em nói trước. Đâu, ai cũng có phần hết. Dạ. Em nói trước đi. Thì em nói trước. Em nói đi. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là hút thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu, trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ, cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại, cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn và nhớ mà đến bé thứ hai đấy, có lúc có bầu thì bỏ,
bỏ được từ lúc có bầu đến lúc có bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại hút lại và lại nhiều hơn. Là nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết ra. Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc, rồi còn tật xấu gì nữa? À, một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi anh cứ hay hớn hơi quá. À hớn là hớn à, tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng mà em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. À, nhưng mà thích nghe nhạc mạnh boy ạ, nhỉ ba mấy thôi ạ. Em thích đi chơi nhiều, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe êm dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập thôi ạ. Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn là gì nữa? Hay kiểu như ông ấy trêu mình quá mức cứ trêu để mình phải bực mình lên rồi trêu con khóc lên thì thôi. À, đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không chơi. Nhất quyết nha. Không, tức là tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, mùng 1 là ngày rằm 30. Mùng 1 ngày rằm rồi là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát các cụ. Trước các cụ. Trước đám giỗ các cụ là không đấy. Kiểu có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn. Ví dụ như kiểu là mình ví dụ như mình khi mình ngủ xong thì mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được. Đi ăn, đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn, đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là. Vâng, xong rồi. Chứ không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn à? Mệt cũng không cho ngủ. Ông biết bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất ông đổ vào đấy. Lại đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Mình như toát ra là mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông có những cái ngày đó là ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên để làm sao giữ được cái thể trạng thì của mình. Thì đấy nó bị hao tổn chân khí đấy. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí. Là võ đấy cũng thế đấy. Thế nhưng mà em toàn bị lừa thôi. Ê, nhưng mà lâu bị lừa giống như siêu vi C, ô quên cái gì? Sốt siêu vi. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là đến cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bán thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bạn lừa trò. Lừa trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tẽ tò, em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Chị cái đã xong rồi. Xong rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, chứ lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Đấy, liên quan công việc người ta là. Rồi như vậy là hút thuốc nè. Hớn. Hớn. Dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Rồi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Với lại anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi anh Sơn. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình vợ đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi. Đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Em văn minh lắm. Em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Chia sẻ. Nói thế. Không thấy thế bây giờ. Ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Có nhiều không anh Sơn ấy? Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm, lười tập thể dục. Lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái ấy, là em phải nhắc. Tức là
và xếp lịch theo giờ. Coi như là lười vận hành. Dạ. À, lười vận hành. Chứ còn mỗi cái chuyện kia là không lười thôi. Mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. À, đây, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Ví dụ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm phải tập thể dục đi chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước em có nói rằng là anh không tiếc là cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống là mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, người khác. Cho nên mình phải tự giác cho bản thân bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đó, thế là đấy là cái điều. Rồi, có gì tính đấy là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy. Lười, còn gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen không? Có ghen với em không? Bây giờ còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy, thấy chưa, chị không nhắc là em quên rồi đấy. Đúng em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Là có đúng không? Cho nên là đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà gọi dối lên. Cho nên chị thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này. Bởi vì là em muốn thanh minh một chút xíu. Tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì. Tại vì sống với nhau từ đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này. Bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà. Thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về thì điện tức điện là bắt phải mang điện thoại đi gì. Nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Tôi thử biết. Ôi giời ơi. Rồi, như vậy là có hai tập ta. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười, là một cái là ghen. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc cho đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp công việc ở nhà cách hợp lý đúng không? Ông xã làm hết cho em, không phải làm gì thì ông chiều. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết. Từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc, rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá, mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì mà phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Và bây giờ chúng ta